Tập 13. Các anh em dùng sức, mau lên mau lên. Quan Hiệp Quân có một tiểu đoàn, trên danh nghĩa vốn chỉ là có một tiểu đoàn, mấy năm nay chạy trốn hết, lại kêu gọi tân binh, chỉ còn lại hai đại đội. Đại đội 1 của tôi dinh xương chỉnh tề hơn, đại đội 2 của tôi chỉ có 2 trung đội, hơn nữa trang bị cũng kém hơn. Mỗi đại đội nửa tháng sẽ đổi một lần, chia nhau canh gác cửa thành và doanh trại. Đây, anh ngồi đi. Tôi dinh xương này được giặc rất tín nhiệm. Năm đó, nếu không phải hắn cấu kết với giặc, bắt cóc tiểu đoàn trưởng, chúng tôi cũng sẽ không đến mức đầu hàng địch, mặc bộ đồ này. Năm ngoái, tiểu đoàn trưởng bị đội du kích bắn chết. Bây giờ hắn nhận chức vụ của tiểu đoàn trưởng, giặc rất tín nhiệm hắn. Hắn cũng là người Trung Quốc duy nhất có thể tự do ra vào trại ngựa, vốn chỉ là cung cấp 3 lần một ngày, kết quả tên này lại thêm cỏ ban đêm, nên đám giặc đó rất thích. Tất nhiên những chuyện này đều phái người dân xung quanh làm. Một năm bốn mùa, hè với thu còn đỡ, qua đầu xuân với mùa đông hầu như không có cỏ xanh, chỉ có thể lấy lương thực. Tôi nói mà, đến trấn Yêu Sơn ngay cả một miếng đậu phụ cũng không ăn được, có liên quan tới nó phải không? Hai năm nay tất cả đậu nành trong vòng trăm dặm đều cho ngựa ăn. Quan hệ của anh và Tô Vinh Sương này ra sao? Chưa bao giờ hòa hợp. Nhưng anh yên tâm, phụ tá thân cận của hắn có giao tình với tôi, cũng bị ép nên mới đi làm chó. Nếu anh tin tôi, đợi đến phiên tôi canh gác doanh trại rồi ra tay. Đến lúc đó trong ứng ngoại hợp, và lại trấn Yêu Sơn vào tay người Trung Quốc. Đại đội trưởng Dương, sau này chúng ta là anh em một nhà, đừng nhắc tới mấy chuyện có tin hay không. Được. Tôi vẫn chưa có dự định lấy trấn Yêu Sơn, lần này tới là để lấy vài con ngựa trước. Anh tốn công tới đây chỉ vì mấy con ngựa thôi? Không phải tôi cũng đã gặp một con ngựa lạc đường trở về rồi sao? Phải. Trấn Yêu Sơn ở đồng bằng, không có nguy hiểm để thủ. Chúng ta lấy thì rất dễ, nhưng bảo vệ thì lại khó. Đi vào đi ra sẽ khiến tất cả người dân bị già lây, chúng ta chỉ có thể nhịn. Quỷ quốc anh vẫn phải ở đây uống rượu thêm chút gia vị kia. Dương Phi xấu hổ với tổ tông, may nhờ các anh không chê kéo tôi ra khỏi Dũng Lầy. Sau này tôi sẽ nghe theo anh sắp xếp, nghe theo bố trí của tổ chức, hy vọng có thể lập công chuộc tội. Anh em tốt. Qua đi. Cậu, qua đây. Cậu bị mù à? Trưởng quan, trưởng quan bất giận, mau đi ra. Bất giận, ai cũng không được vào. Xin lỗi, xin lỗi. Chuyện gì vậy? Đại đội trưởng, không có gì. Đám người này không muốn kiểm tra đã vào, không dạy dỗ bọn họ một chút, bọn họ không biết lợi hại. Tất cả nghe đây, xếp hàng kiểm tra từng người, đừng ai nghĩ sẽ lẻn vào được. Trưởng quan, chúng tôi là lương dân hợp chợ, anh xem bây giờ cũng sắp trưa rồi, cho chúng tôi qua đi. Nếu không thì chúng tôi không thể nào buôn bán được. Cho chúng tôi qua đi. Đúng đó trưởng quan, anh giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi qua đi. Tôi từ sườn nam qua đây, đi tới đi lui cũng hơn 40 dặm. Hơn nữa trời chưa sáng đã ra ngoài, trâu héo hết rồi. Qua đây, anh xem. Nếu không kịp hợp chợ, cả nhà già trẻ chúng tôi sẽ không sống nổi. Xếp hàng, xếp hàng. Chỉ là đám nông dân chân đất, vậy giờ họ làm gì? Nhanh chóng kiểm tra là được rồi. Chuyện này, được được được, không làm phiền cậu nữa, tôi đi đây. Đúng rồi, trung đội trưởng trung đội 2 thịt một con dê, trưa nay uống rượu, cậu nhanh lên. Vẫn là anh nhớ tới anh em, trưa nay tôi tới. Mau lên, mau lên, mau qua đi. Đi đi đi, đi mau đi mau. Mau lên. Cảm ơn cảm ơn, mau lên mau lên, đi đi đi. Anh tới rồi. Qua đây, ngồi ở đây, nghỉ một lát. Tới đây, nghỉ một lát. Anh uống nước, vất vả rồi. Đem hết đồ vào rồi chứ? Đem rồi, đều ở đây. Trông cho kỹ, nhiều như vậy. Được rồi, đừng ở đây trông dài nữa, mau về nhà pha thuốc nữa. Đi, 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 các chị, mời về nhà. Cơm đã chuẩn bị xong rồi, đi thôi, mời về nhà. Dạ, mau tới đây, mời vào trong. Tô gia, anh tới rồi. Tú Liên, Tú Liên, mau ra đây.
Tô Gia, mấy hôm nay anh không tới, Tú Liên đợi anh tới sốt cả ruột. Thật sao? Tú Liên ra đây. Tô Gia, Tú Liên, mấy hôm nay anh không tới, quên Tú Liên rồi phải không? Không có. Đáng ghét. Hai cậu đừng đứng ở đó nữa. Đi đi, lấy ít tiền, đi uống chút rượu đi. Cảm ơn Tô Gia. Đi đi. Tô Gia, anh thật hào phóng. Mau mời vào trong, mời vào trong. To gan thật. Để vệ binh đi hết. Trong thành phòng thủ nghiêm ngặt, căn bản không thể mang vũ khí vào. Hơn nữa, trấn nhỏ này cứ 10 ngày là bọn giặc lục soát một lượt, nên mới nói an toàn hơn những nơi khác nhiều. Không đem súng vào cũng không dám chặt hắn bằng dao hay rìu à. Anh thấy hắn mê sắc mê rượu, nhưng mà hắn là người tu luyện, từ nhỏ đã đi tu ở núi Ngũ Đài, vi phạm sát giới nên bị đuổi đi mới nhập ngũ. Dù có 3 hay 5 cao thủ cũng không thể tới gần, đặc biệt là chân anh ta lực nặng ngàn cân. Trong giang hồ có một biệt danh là đá lật núi. Đá lật núi. Anh cũng có võ. Ngay giọng điệu này của anh, nếu giao đấu với hắn, không cần giao đấu, vượt xa tôi. Còn có bản lĩnh này à? Vậy tôi phải gặp thử. Trưởng quan Trung, anh là người bày mưu lập kế, sao anh có thể so võ thuật với người du học đó chứ? Anh nghĩ cầm đầu của bọn em thật sự là nhóc thư sinh à? Có cơ hội sẽ cho anh xem bản lĩnh thật sự. Trưởng quan còn biết võ công? Biết chút gia lông thôi. Đi thôi, cẩn thận. Chúng ta ở ngoài cửa canh giữ. Đừng, tuyệt đối đừng nói về tiền. Được. Cầm đầu, chúng ta qua kia đợi. Chào khách quan. Khách quan, ông chủ mời ngồi. Một chén trà được không thành vấn đề. Tôi không uống trà, ông chủ cho tôi một chén mì. Tôi lấy chén trà trước. Không phải lúc nãy ăn màn thầu sao? Bây giờ muốn ăn chén mì. Cho cậu ấy một tô lớn. Được, một tô mì lớn. Đúng, tô lớn, tô lớn. Không dễ gì mới xuống núi một lần. Đây, ông chủ, một tô mì lớn. Tới đây. Ngon. Rượu ngon, rượu ngon. Há miệng. Được, há miệng. Em cũng cắn một miếng nào. Đáng ghét. Dội cái gì? Bà cô này làm ăn kinh doanh, anh tưởng cả ngày phục vụ anh không công hả? Xem em nói kìa. Hai chúng ta phải nói về tình, nói tới yêu. Sao lại thành kinh doanh? Nào, miệng nhỏ ngọt dữ ta. Tình yêu cái gì? Nếu anh thật lòng xót em, anh cưới em đi. Cưới em đi. Cưới. Chắc chắn cưới. Hôm nay tặng em sính lễ. Nhìn xem. Cầm lấy. Có thật à? Em xem. Thứ rác rưởi gì đây? Bắt nạt bà cô này chưa từng trải à? Đồ rác rưởi. Đây là bông tai vàng lão Phật gia từ Hy Thái Hậu mang. Đồ rác rưởi. Lão Phật gia. Thật hay giả vậy? Từ khi nào anh không trộm không cướp lại học đi đào mộ rồi? Anh còn cần đi đào mộ à? Em còn nhớ nhà lão Kim ở trấn chúng ta không? Nhà ông ta thời nhà Thanh là quan nhất phẩm, là cháu rể nhà ngoại hay là cháu rể nhà nội của Từ Hy Thái Hậu gì đó. Em không biết chuyện này à? Không biết. Bảo bối của nhà họ có thể là giả được à? Kim gia. Chính là Kim gia bị anh bị tội cấu kết với thổ phỉ kháng Nhật, hành quý cả nhà đó à? Sao lại gọi là bị tội? Anh đây là chấp pháp công bằng. Bảo bối này không tệ chứ. Vui không? Vui là được rồi, cũng không tệ. Bảo bối. Nào bảo bối, anh cũng khá bận. Đáng ghét. Tô gia. Cút. Không thấy tôi đang bận hả? Có người tìm anh, tôi không ngăn được hắn. Kêu hắn cút đi, tôi đang có chuyện. Chuyện này. Anh Sương. Người anh em. Cậu tới rồi. Quân gia có chuyện tìm tôi à? Phải không? Nhiệm vụ khẩn à? Đi 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 đi. Anh Sương. Là tôi có chuyện tới tìm anh. Vậy thì cùng nhau đi. Ngồi đi, ngồi đi. Bảo bối, em ra ngoài trước đi.
Đợi lát nữa anh tìm em. Đi đi. Đáng ghét. Đừng cho người khác làm phiền chúng tôi. Đại đội trưởng Dương, đây là ý gì? Anh Dương, tôi muốn nói về một giao dịch. Nếu anh đồng ý, anh em ta có thể thương lượng. Nếu không đồng ý, anh một phát bắn chết tôi, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ xin anh đừng giao tôi cho người Nhật, đừng liên lụy vợ con tôi. Tôi có chết cũng sẽ không oán anh. Đại đội trưởng Dương, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, anh em ta không cần như vậy. Anh trai, vậy tôi nói đây, tôi liên lạc với Tấn Tuy Quân rồi. Cậu muốn tạo phản à? Chưa đến mức tạo phản, nhưng thế đạo bây giờ có nhiều con đường, còn hơn chết trên một cái cây. Không, cậu, rốt cuộc ý cậu là sao? Thần tính của lão Diêm, con trai của Giang Trường Hải, sư đoàn trưởng sư đoàn 70 của Tấn Tuy Quân, muốn kết bạn với anh. Kết bạn? Làm sao để kết bạn? Nóng hổi đây. Anh, không tệ. Anh làm một chén, ngon thì cậu ăn nhiều chút. Nóng hổi đây. Thiếu gia Giang này có một sở thích, chính là thích ngựa. Muốn thông qua anh lấy vài con ngựa của người Nhật về cưỡi. Anh Dương, anh nghĩ thử xem, nếu chúng ta có thể kết bạn được với thiếu gia Giang này, sau này lỡ như người Nhật, tôi nói là lỡ như, chúng ta không thể lăn lộn bên chỗ người Nhật nữa, vậy chẳng phải chúng ta còn có thêm một con đường sao? Anh trai, anh thấy sao? Cảm thấy vụ giao dịch này được không? Người anh em, hôm nay ông anh đây không thể nhìn thấu cậu. Sao vậy? Người anh em, cậu nói chuyện rất thẳng thắn, vậy tôi cũng không vòng vo. Từ ngày đầu hai chúng ta nhập ngũ, chúng ta ăn chung một cái muỗng, nhưng chúng ta không thân, thậm chí còn... Cái chuyện mà có thể rơi đầu bất cứ lúc nào, tất nhiên cũng là dù giao dịch có triển vọng. Sao cậu lại nghĩ tới tôi? Tất nhiên là chúng ta không nói dối. Nói thật anh trai, về tầm nhìn, về công phu, còn có về tài dẫn binh, anh mạnh hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi không phục anh. Nhiều năm như vậy tôi vừa tức vừa hận, tôi đố kỵ anh. Nhưng tôi cũng đã nghĩ thấu, tôi không phục không được. Hai chúng ta không thân cận, nhưng bị trói chung một chỗ. Trói chung? Ai trói? Anh trai, anh nói như vậy chính là giả vờ không hiểu. Từ khi chúng ta đi theo người Nhật trên con đường này, không phải như cào cào bị buộc vào một sợi dây rồi sao? Nếu tương lai người Nhật thắng, chúng ta cũng sống nhờ người ta. Nói khó nghe thì chính là chó nhà người ta. Nếu như lại xung đột nội bộ, vậy chẳng phải chó cắn chó sao? Khiến người Nhật chê cười, sẽ không coi anh em ta ra gì.
Nói hơi khó nghe chút, nhưng đây là sự thật. Nói khó nghe hơn nữa là nếu người Nhật thua, cho dù anh em ta không thân cận, sợ là cũng phải bị trói chung, chừng trước chân sau ra pháp trường. Đây chẳng phải là trói chung một chỗ sao? Người anh em, cậu nói chuyện thẳng thắn quá rồi. Tất nhiên, rất chính đáng. Cậu có con đường tốt như vậy, cậu đi một mình không phải xong rồi à? Sao cậu gọi thêm tôi? Lúc này cậu cũng nói cậu luôn hận tôi, ghét tôi. Cậu nhìn thấy tôi bị trói lên pháp trường, không phải sẽ càng hãi giận hơn à? Anh trai, anh đúng là không cho em chút mặt mũi nào. Được, vậy em nói rõ thêm nữa, nếu có đắc tội, anh trai, anh cũng lượng thứ. Cậu cứ nói. Em tìm anh làm vụ trao đổi này vì hai điểm. Một là muốn mượn thực lực của anh. Vậy thì cho dù là bây giờ hay sau này, có thực sự cậy thế ai, có thể có thực lực cho người khác thấy. Bản lĩnh này em cũng rõ, trong thời gian ngắn không thể đạt được. Nhưng anh trai, anh thì khác. Sau này anh sẽ là tiểu đoàn trưởng, rồi làm đoàn trưởng, đó là nắm chắc trong tay rồi. Tôi muốn nhờ anh cho Quá Giang qua con đường này. Cậu đi nhờ xe. Đi nhờ xe. Để anh chê cười rồi anh trai. Còn có điểm thứ hai, chính là vụ giao dịch này dành cho anh. Người ta cần ngựa, trấn Yêu Sơn này chỉ có anh mới có thể vào trại ngựa của người Nhật. Sao vậy? Anh trai, tôi nói gì sai sao? Tôi đã nói đến mức này rồi, nếu anh vẫn không tin thì coi như tôi chưa nói gì. Vẫn là câu nói đó, nếu anh không tin tôi, anh một phát bắn chết tôi. Chỉ xin anh đừng giao tôi cho người Nhật. Tôi xin cho em dâu và cháu gái một con đường sống. Người anh em, những lời cậu nói với tôi đều là những lời từ tận đáy lòng. Anh trai cũng không phải là người bán bạn cầu dinh. Nào, có gì thì ngồi xuống nói. Nào, ngồi đi, ngồi. Anh trai, vậy anh đồng ý rồi? Không có. Vậy ý tôi là chuyện này, chúng ta phải thương lượng thật kỹ. Cậu không vì một vụ mua bán mà hủy hoại phú quý trước mắt của chúng ta. Tôi nói với cậu như vậy, chẳng phải người Nhật đang ở trên đầu ngọn sóng sao? Anh trai, tôi cũng không muốn mất đi chén cơm hiện tại. Dù gì thời buổi này có được miếng ăn cũng không dễ. Anh đã trải qua, anh đi từ Nam ra Bắc, tầm nhìn của anh xa, nhưng tôi nhìn không ra được. Anh trai, tôi nghe nói mấy quan lớn ở Nam Kinh trong nhà luôn giấu điện đài liên lạc với Trùng Khánh. Họ kiếm rất nhiều tiền, đi nước ngoài mua nhà mua đất. Vậy thì ai mà lại không đề phòng vạn nhất? Bọn họ sẽ đưa bao nhiêu tiền? Tiền. Anh trai, anh đúng là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Chúng ta trao đổi vụ này mà cần tiền sao? Tôi chưa có nhắc tới tiền với người ta. Chúng ta không nói về tiền ở đây. Chúng ta đang đi nhờ đường, để cầu mấy mối giao dịch lớn sau này. Người anh em, cậu xem tôi này, tầm mắt hạn hẹp, khiến cậu chê cười rồi. Anh trai, vậy chuyện này cứ như vậy đi. Anh trai, người anh em, từ hôm nay chúng ta chính là anh em kết nghĩa. Chuyện này cậu kéo tôi một tay. Anh trai, cảm ơn cậu. Anh trai, là tôi cảm ơn anh. Sau này ở chỗ người Nhật, anh phải kéo theo người anh em này. Để lỡ như có chuyện gì, vẫn phải nhờ anh dẫn lên đỉnh Vinh Quang. Người anh em, cậu nặng lời rồi.
Vậy chúng ta cùng nhau nắm tay, anh em như thể tay chân. Được, anh trai. Nóng hổi đây. Ăn đi, đợi chị nữa. Đây là tô thứ tư rồi. Sao anh ấy vẫn chưa ra? Lúc nãy ai nói ăn không no, ăn nhiều chút. Ăn giỏi đến mấy cũng không thể ăn như vậy. Tôi nói cậu này, nếu lên núi lại có muốn ăn cũng không được đâu. Muốn ăn thì ăn cho đủ. Ăn đi. Đại đội trưởng Dương, anh đi thông thả, lần sau lại tới, thường xuyên tới. Đi thông thả, lần sau lại tới. Cầm đầu, tới rồi, tới rồi. Đừng chỉ bậy. Đừng để thừa, ăn xong rồi tính tiền. Tới rồi, thiếu gia. Thiếu gia, vất vả rồi. Chị dâu, mau vào đi, làm phiền rồi. Mau ngồi đi. Thiếu gia Văn, mời anh. Chị dâu, xin lỗi, khiến chị lo lắng rồi. Anh không biết đâu, tôi thật sự rất vui. Không còn sớm nữa, em đi nghỉ ngơi sớm đi. Vậy hai anh nói chuyện đi. Thiếu gia, anh đúng là môn hay chức giỏi. Anh đoán đúng tất cả suy nghĩ của Tô Dinh Sương. Hắn hỏi tôi, anh đưa bao nhiêu tiền. Tôi làm theo lời anh nói, không nhắc tới một chữ nào. Hắn lại càng tin tưởng. Đừng vội, rất có thể hắn đang thăm dò anh. Tên này không dễ đối phó, càng có khả năng sẽ bán đứng anh. Như vậy đi, tôi kêu lão nhị sắp xếp một chút, để chị dâu và đứa bé ra ngoài trốn vài ngày, để phòng vạn nhất. Thiếu gia, nếu như vậy, tôi sợ Tô Dinh Sương nghi ngờ. Hắn chỉ có một mình, nhưng các anh em sợ liên lụy tới người nhà, nên hắn mới hống hách như vậy. Nếu như chuyển người nhà đi, tôi sợ hắn sẽ do dự, thậm chí là nuốt lời. Vậy thì mấy ngày tới chúng tôi canh gác ở bên này, nếu có gì nguy hiểm, chúng tôi có liều mạng cũng sẽ bảo vệ sự an toàn cho hai mẹ con. Thiếu gia, quyết định vậy đi. Đại đội trưởng Dương, rất xin lỗi anh về chuyện này đã khiến anh mạo hiểm rồi. Không thể để người nhà anh có gì bất trắc được. Cầm đâu, nhãn gia pha thuốc sắp xong rồi. Nhanh vậy à? Đại đội trưởng Dương, chúng ta đi xem thần dược cải tử hoàn sinh ra sao rồi. Đi. Mua thảo dược về rồi. Thầy thuốc nói mấy loại này chỉ để chữa bệnh phụ khoa, còn tưởng dầu tôi bị gì. Tôi ngửi thử. Đồ tốt. Giúp tôi đổ vào. Anh có chắc chắn không? Đúng vậy, cái này có thể lừa được giặc sao? Yên tâm, cứ để tôi lo. Chúng ta sinh ra để trộm ngựa, người trộm ngựa gia truyền. Nếu ngựa ăn phải thuốc gia truyền của tổ tiên sẽ chết đột ngột. Mấy ông lớn mua ngựa chết, trùng nháy mắt mua với giá gấp trăm lần. Thần kỳ vậy à? Thần cái gì mà thần. Làm chuyện thức đức rồi gặp báo ứng. Cha tôi chết trên đường đi trộm ngựa. Anh Nhãn, đừng như vậy. Nếu chú ấy biết tay nghề của chú ấy bây giờ lại có thể có ích như vậy, linh hồn trên trời cũng sẽ rất vui. Được rồi, giúp tôi thêm 2 muỗng dầu hạt bông. Được. Cái này dùng sao? Giúp tôi. Giả là được phải không? Đúng. Sao vẫn là mùi đậu nành? Tất nhiên rồi, cái này là cho ngựa ăn. Nếu ngựa ngửi thấy mùi lạ, không phải sẽ đề phòng sao? Thuốc này của tôi cách xa mấy dặm, ngựa cũng có thể ngửi thấy, tự chạy tới ăn. Đợi đó mà xem. Xem cái gì? Thiếu gia, đây là phụ tá của tôi. Đây là đại hải, thần tính của Tô Dinh Sương. Thần tính cái gì? Mẹ tôi bị hắn bắt, không có cách nào, mới làm cái việc thất đức như vậy. Cảm ơn thiếu gia không dứt bỏ, cho anh em tôi cơ hội trở lại làm người. Thiếu gia Văn,
Anh Phi đã nói với chúng tôi rồi, chỉ cần anh không chê, anh em chúng tôi sẽ cùng anh đi vào bóng đêm. Gì mà đi vào bóng đêm? Chúng ta đi quang minh chính đại, phải. Được rồi, đừng câu nệ nữa. Các anh đã dám làm chuyện có thể rơi đầu này, chứng minh các anh vẫn chưa quên mình là người Trung Quốc. Vậy chúng ta chính là anh em, chính là người một nhà. Thiếu gia, sao vậy? Thiếu gia, các anh nói chuyện đi. Chúng tôi bàn bạc cách đối phó với Tô Vinh Sương. Đừng, đại đội trưởng Dương, tôi đã nói chúng ta là người một nhà, là anh em. Còn đề phòng cái gì, nói đi. Theo ý của anh, tôi điều một trung đội bố trí ở Tiểu Trần Phố và Lưu Trang cách trấn 5 dặm. Đại đội trưởng Dương, anh cũng để mắt, đừng để giặc nghe được phong thanh gì. Yên tâm. Cầm đầu, anh Tứ Phúc lại lo lắng rồi. Nói anh chưa được bộ đại đội đồng ý đã tự ý hành động, trở về nhất định sẽ nhốt anh lại. Đại đội trưởng Dương, nhất định phải chọn cho tôi vài con ngựa tốt. Nếu không thì trưởng quan của tôi tức giận sẽ nhốt tôi lại đó. Bên Tô Dinh Sương mấy ngày nay có động tĩnh gì không? Không phát hiện gì lạ, rất yên lặng, không truyền ra ngoài một tin tức nào của thiếu gia gia. Anh yên tâm, người của chúng tôi theo dõi cặn kẽ. Nếu hắn dám tố cáo với giặc, tôi sẽ xử lý hắn, không thể làm bậy. Tuy hắn sẽ sống không lâu, nhưng chưa đến lúc chết. Hôm đó hắn rất hưng phấn, rất tin tưởng. Sao giờ lại không để tâm? Anh, em nghe bọn giặc hứa với hắn, nói cho hắn là tiểu đoàn trưởng gì đó. Tên này chính là con chó dãy đuôi khi thấy xương. Có khi nào hắn đổi ý không làm nữa không? Cũng có thể. Nói với phụ tá Lưu trông chừng hắn. Sắp xếp cho tôi gặp hắn. Như vậy rất nguy hiểm. Không sao, hắn đã muốn làm chó, tôi sẽ cho hắn cục xương to. Không được, tuyệt đối không được, quá nguy hiểm rồi, tôi phản đối. Cầm đầu, cho dù chuyện này không thành cũng không có tổn thất gì lớn, không cần mạo hiểm như vậy. Đúng đó, tôi thấy không sao hết. Nếu tôi Dinh Sương dám mật báo với giặc, chúng ta trông chừng, cũng kịp thời báo cho mọi người rút lui. Nếu lúc thiếu gia và hắn gặp mặt, hắn dám giở trò, bên cạnh hắn không phải là anh cũng là tôi, hắn có thể gây ra được chuyện gì. Phụ tá Hải nói đúng trọng tâm, quyết định vậy đi. Chào đại đội trưởng Dương. Chào đại đội trưởng Dương. Muốn không? Bỏ lường. Đại đội trưởng muốn không? Không muốn à? Không muốn à? Tôi đi 5, 6, 7, 8. Không đúng, tôi nói anh lừa tôi. Chắc chắn lá này của anh không đúng. Cầm dây, cầm dây. Tôi còn một con ác thấy chưa, lớn hơn cậu. Tôi đã nói, tôi nói anh đi thì anh không đi phải không? Tôi đâu có không cho anh đi. Tôi có một con ác, tôi làm gì thì kệ tôi. Có phải không, anh đi, chơi không lại thì đừng chơi nữa, phải đó. Cầm dây, cầm dây. Không để tính, tôi cho anh biết. Anh làm gì vậy? Đại đội trưởng Dương tới rồi. Anh Sương, đang bận sao? Không sao, không sao, tới đây người anh em. Các cậu ra ngoài hết. Vậy cái này thắng. Xong rồi, xong rồi. Cút ra ngoài đi. Đi đi, cút. Người anh em, chuyện gì vậy? Không phải anh chơi tôi à? Người anh em, cậu nói gì vậy? Có anh trai nào chơi em trai không? Cậu có chuyện gì? Chủ buôn bán ngựa. Tôi quên rồi, tôi quên sạch bách rồi. Anh, cậu xem trí nhớ của tôi này. Đầu của tôi bây giờ, tôi đều... Anh trai, rốt cuộc anh có ý gì? Thiếu gia Giang vẫn đang đợi đó. Không phải, không không, người anh em, tôi cảm thấy như vậy. Tôi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Nó không chắc chắn. Cậu nghĩ đi. Tìm kiếm một công việc trong thời bây giờ thật sự không dễ. Chúng ta không thể vì cái này mà mất cái này. Đây là thứ để ăn cơm. Nếu anh nghĩ vậy thì anh phải sớm nói. Anh như vậy không phải hại tôi sao? Sao? Sao lại hại cậu? Không phải. Cậu cứ nói với họ một tiếng,
Nói là bây giờ người Nhật trông coi rất nghiêm, sau này tìm cơ hội khác. Hơn nữa, tôi cũng đâu có lấy tiền của họ. Anh trai, Thiếu Gia Giang đã tới rồi, còn muốn gặp mặt anh. Anh ta tới rồi. Ở trong trấn, đúng vậy. Vậy thì càng không đúng. Sao vậy? Cậu nghĩ đi, Thiếu Gia Giang có thể vì mấy con ngựa này mà mạo hiểm không? Anh ta không sợ người Nhật sẽ bắt anh ta sao? Bắt cóc anh ta, uy hiếp người cha làm sư đoàn trưởng đó, người ta không sợ. Anh nghĩ đi, người ta có thể ngàn dặm xa xôi tới đây, còn muốn lấy vài con ngựa về. Trên đường đi qua biết bao nhiêu chốt phong tỏa và trạm kiểm tra của người Nhật. Nếu như không có chuẩn bị, đừng nói là dắt ngựa về. Tới được đây, nói không chừng đã bị bắt bao nhiêu lần rồi. Cũng phải. Vậy nói không chừng người cha làm sư đoàn trưởng của anh ta cũng cấu kết với người Nhật. Như vậy thì anh ta cũng không cần tìm chúng ta vì mấy con ngựa đó. Thiếu Gia Giang anh ta Thái Quân. Chào Thái Quân. Tránh ra. Chào. Đại đội trưởng Dương, sao cậu không trực ở trạm canh gác thành? Hai cậu đang nói gì? Báo cáo đội trưởng Honda. Đại đội trưởng Tô nói trời sáng rồi, phải chuẩn bị thức ăn cho ngựa của hoàng quân. Gọi tôi tới để bàn bạc chuyện chiêu quân ra thành lấy lương thực. Phải. Trời sáng rồi, chúng tôi nên chuẩn bị nhiều lương thực chút. Cho nên tôi gọi đại đội trưởng Dương tới bàn bạc chuyện ra thành lấy lương thực, thắt chặt phòng thủ thành và bố trí binh lực bảo vệ trại ngựa. Định là sau khi lên kế hoạch chi tiết sẽ báo cáo với ngài. Phải. Bây giờ ngài tới rồi. Phải. Ngài tới rất đúng lúc. Đúng lúc cho chúng tôi. Cho chúng tôi xin ý kiến. Kế hoạch cụ thể của chúng tôi là Tô. Tô, cậu rất trung thành với hoàng quân. Dương, cậu cũng vậy. Tôi tìm hai người cũng là vì chuyện này. Các cậu đã nghĩ tới rồi. Rất tốt. Đây là việc chúng tôi nên làm, đúng không đại đội trưởng Dương? Đúng. Đây là trách nhiệm của tôi. Tốt. Các cậu cứ bàn bạc chi tiết. Có kế hoạch thì báo cáo với tôi. Đảm bảo nguồn thức ăn cho quân mã. Rõ. Tiếp tục đi. Thái Quân, ngài không ngồi lại chút nào sao? Tô, bổ nhiệm chức tiểu đoàn trưởng của cậu, bộ tư lệnh của hoàng quân đã thông qua rồi. Chuẩn bị đại khách đi. Cảm ơn Thái Quân. Cảm ơn Thái Quân. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn trưởng quan đã đề bạt. Vô cùng cảm ơn. Đi thông thả. Chúc mừng đại ca thăng chức. Người anh em tần bốc như vậy, ngày mai mời cậu uống rượu. Được. Vậy anh làm việc đi. Đừng đi người anh em. Không phải chuyện lúc nãy vẫn chưa nói xong sao? Anh, chuyện này yên tâm. Anh trai không phải là người được cho chút ngọt là sẽ quên tình anh em. Tiểu đoàn trưởng vẫn phải làm, tiền vẫn phải kiếm. Cậu đi nói với Thiếu Gia Văn, tối nay mời anh ta ăn cơm. Được. Vậy tôi đi nói với họ một tiếng. Càng ngày càng lừa bịp. Đây đều là trà trần. Trà trần. Anh không cảm nhận ra. Có khi nào tôi Vinh Sương giở trò gì không? Đừng dội. Tôi tin con chó này
nhất định sẽ đến gặm xương. Tôi xuống xem thử. Đường. Trà Trần này ngon thật đó. Họ tới rồi. Dương Phi đã lo hết mọi chuyện. Tôi nhìn qua chỉ thấy mấy người họ, không có người khác. Các cậu canh giữ các ngã tư, nếu có động tĩnh gì giết bất luận tội. Rõ, rõ. Chốc đầu đi theo tôi. Cậu dẫn vài người tới nhà Dương Phi. Khoan gây ra động tĩnh gì, trông coi chỗ đó có ai vào, nếu hắn dám gây rắc rối. Rõ. Đi đi. Tô Gia, sao hôm nay tới sớm vậy? Đừng ồn ào. Vào hậu viện, tôi không gọi thì các cô đừng ra. Làm gì vậy? Lãm nhảm cái gì? Tôi bàn việc lớn. Về hậu viện. Hung dữ vậy. Nếu ai dám nhiều chuyện, đừng trách tôi không khách khí. Đi, đi thôi. Đi. Trong cửa, đừng để người khác vào. Đây là trà gì? Là Mao Tiên Thượng Hạng. Theo lời anh dặn, dùng nước tinh khiết pha trà. Tôi hỏi cậu đây là trà từ khi nào? Từ đầu xuân. Là trà của năm nay sao? Tên khốn cậu, trà Trần cũng dám đưa lên cho thiếu gia uống. Cậu không muốn sống nữa hả? Thiếu gia, thiếu gia. Anh bớt giận, thiếu gia. Chỉ là nơi bé nhỏ này, chỗ chúng tôi không chú trọng như vậy. Được rồi, pha trà của mình đi. Rõ, thiếu gia. Để nước nóng lại. Thiếu gia, giới thiệu với anh, vị này là đại đội trưởng Tôn, Tô Dinh Sương. Tôi đây không giỏi dắt ngựa, càng không hiểu về ngựa. Lúc nhỏ cha tôi đã đính ước cho tôi với công chúa của nhà Dương gia Tây Hạo Kỳ Mộc Thác ở Mông Cổ. Chị Dương gia Mộc Thác này chính là cha vợ tương lai của tôi. Tháng sau là tới sinh nhật. Đàn ông ở Mông Cổ thích ngựa. Nghe nói ở chỗ các anh có ngựa Đông Dương tốt, nên bỏ công tới tìm. Anh cứ trà giá. Thiếu gia văn. Đùa rồi. Anh đùa rồi. Có thể cống hiến cho anh là vinh dự của anh em chúng tôi, phải không? Sao có thể lấy tiền của anh? Đại đội trưởng Tô nghe được chuyện của anh, ngày ngày giao chuồng ngựa của người Nhật, một lòng muốn chọn cho anh con ngựa tốt nhất. Ngồi đi. Rót trà. Thiếu gia, anh nếm thử. Không tệ. Thiếu gia văn, anh yên tâm. Chúng tôi nhất định chọn con ngựa tốt nhất, để Dương gia vui, để công chúa vui, giúp anh nở mày nở mặt. Đúng vậy. Chuyện này làm khó các anh rồi. Làm việc dưới tay người Nhật đã không dễ dàng, còn khiến các anh mạo hiểm như vậy. Chúng tôi cũng không còn cách nào. Đã đi trên con đường này, sau này mong thiếu gia văn có thể đề bạt nhiều hơn. Đường tốt hay xấu không quan trọng, sợ gì là ngõ cụt. Chỉ cần có thang vượt tường đều là con đường tốt. Thấu đáo. Thang vượt tường. Thiếu gia văn, câu này anh nói rất thấu đáo. Đúng đúng đúng. Thiếu gia, sau này anh em tôi sẽ đi theo cái thang mà anh dẫn đường. Thiếu gia văn, không phải anh em chúng tôi thoái thác, chỉ là mấy con ngựa này nó thật sự rất khó để trộm ra ngoài.
Gần đây đại tá Mưu Tô của thành Bình ấp là muốn tới chọn ngựa. Người Nhật trông coi nghiêm ngặt, tất nhiên sẽ không để các anh đi mạo hiểm. Chuyện cụ thể sẽ do cậu ấy làm. Được rồi, chuyện cứ như vậy đi. Chỗ của người Nhật tôi ở lâu cũng không tiện. Sau khi xong chuyện, tôi mời các anh uống rượu. Chúng ta hẹn nhau ngày khác. Đã chuẩn bị xong bàn tiệc rồi, anh uống vài ly, xua đi hàn khí. Ở chỗ này, anh em chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho anh. Đúng, về vấn đề an toàn thì anh yên tâm. Tiểu đoàn trưởng Tô khách khí rồi, tôi có dẫn theo đầu bếp riêng. Đợi sau khi giao hàng tôi mời các anh uống rượu. Chỗ tôi còn có hai giò rượu hạnh qua thôn hảo hạng, vài bữa cùng nếm thử. Vậy chúng tôi tiễn anh. Chúng tôi tiễn anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.